nhận xét con là vui vẻ, thẳng thắn, yêu biết rõ ràng thôi. Ừ. Còn nhược điểm của con? Dạ là nhõng nhẽo, ít nói, tính tình thì rất là con nít. Ừ. Thôi vậy thôi. Dạ hết. Ừ hết rồi, cô nghĩ là hết rồi. Ha. Rồi đường tình duyên sao? Kể nghe chơi cái nè. Dạ con chưa có mối tình nào. Con chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết luôn. Dạ. Ừ. Trời, chưa có đơn phương ai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ. Lý do tại sao vậy? Con xinh xắn như vậy, tại sao con khó quá hay sao? Hay là con kén chọn kỹ? Dạ không, tại cũng một phần là do tính con ít nói, với lại cũng không có, kiểu như là chưa có nói hết được những cái gì mình suy nghĩ á. Với lại con cũng hơi tự ti về bản thân. Con tự ti cái gì? Con nghĩ là con tự ti cái gì về bản thân mình? Dạ là con cũng về mái tóc, nhiều khi con cũng không được giống như những người bạn khác. Ủa? Cái mái tóc thì nếu mà mình không thích ngắn thì mình để nó dài ra thôi chứ. Dạ tại con để tóc dài cũng được. Nhưng mà con có biết cái mái tóc ngắn này của con nó rất hợp với khuôn mặt của con không? Rồi có thương thầm ai chưa? Có rung động, có xao xuyến với ai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Coi phim ảnh có thích nó diễn viên Hàn Quốc nào không hay là diễn viên Mỹ nào không? Dạ có. Ai? Phúc Sắc Minh. Hả? Cái chú đóng Logan á. Logan người sói á. Làm gì có mà Việt Nam luôn Logan. Rồi trời đất, à vậy con thích như vậy đó hả? Thì cô qua cô coi thử bên kia nha. Coi có cái nét nào giống chú đó không? Người sói của tôi đâu? Con chào. Con chào cô Hồng Trân. Hiền khô à, đâu có miếng sói nào đâu ha. Có mấy mối tình là kể cho cùng dần nghe đi. Con cũng chưa có mối tình nào hết. Con chưa có mối tình nào luôn. Dạ. Vậy đó hả? Lý do tại sao vậy? Thì công việc con turbo quá, con không có đi tìm tìm hiểu được ai hết. Vậy đó hả? Dạ. Còn mai giá thiêu thùa suốt ngày mà. Thì phụ cho cô mà. Ừ. Hàng xuất khẩu mà tới mùa một cái là khỏi ngủ luôn, chứ đừng nói là đi rồi. Chơi đúng không? Dạ. Được, cái mẫu người mà con muốn là như thế nào? Hiền là được rồi. Hiền là được hả? Dạ. Ôi con nhà gái tôi nó dễ thương như nhà thế này mà nó mặc cảm về cái mái tóc nè. Coi cái mái tóc vậy mà nó mặc cảm là sao trời? Đâu có đâu, đẹp mà. Trời đất có ơi. Có gì mặc cảm đâu. Không, mắt cứ... con rất là đẹp luôn. Đặc trưng như thế mà. Con là lạ đó, nghĩa là độc lạ luôn. Cái đó cô nói nghiêm túc. Rồi bây giờ đó là con thích một cái người chồng lý tưởng như thế nào? Đầu tiên là quan trọng nhất là phải chung thủy. Chung thủy? Dạ. Biết có trách nhiệm với gia đình. Có trách nhiệm. Dạ. Chung thủy không? Có. Trách nhiệm không? Có trách nhiệm chứ. Trách nhiệm luôn ha. Thì... Thiệt luôn rồi. Đó, khỏe rồi đó. Mình không thích điều gì đàn ông? Dạ là hút thuốc. Có hút thuốc không? Không có hút thuốc. Nhậu nhưng mà cũng đừng có nhậu nhiều quá, kiểu như là nhậu xã giao thôi. Ừ, có nhậu không? cũng có nhậu một ít. Xã giao thôi ha. Dạ. Được chưa? Dạ được rồi. Được rồi ha. Về là tính tình thì được rồi đó ha. Con đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ và dì. À có mẹ có dì. Mừng quá. Chào chị Hồng Vân, chào anh Kiền Linh, chào tất cả mọi người. Thì tôi là mẹ của Thị Trinh. Thì như cháu cũng chia sẻ thì đúng là cháu thì nhát lắm. Từ khi cháu đi làm giờ thì cũng đỡ hơn chút đó, mới được nói được như vậy. Ở nhà thì cháu sống rất tình cảm, mà chỉ có cái điều là cũng nhõng nhẽo dành luôn cả phần của em nữa. Còn về bên bạn trai này thì mẹ thấy bạn trai hiền, chất phác. Cái đó là ý kiến của mẹ thôi, còn tất cả chút nữa gặp nhau thì tùy thuộc vào con nha. Dạ, cảm ơn. À, cảm ơn nhà gái. Trai đi với ai? Con đi với mẹ. À, có mẹ nữa mẹ hả? Mẹ luôn. Rồi, hai bà mẹ đưa con đi gặp gỡ bạn ngày đầu tiên ha. Bạn mới hẹn hò. Chào cô em Dân với anh Quyền Linh. Thôi mẹ, thấy con rể tương lai, yêu có mình gì? Con dâu tương lai được không? Dạ, em thấy thì cũng được đó. Mà thì tùy hai đứa nó thôi chứ em biết. Thì nó quen thì sao thì em theo ý kiến của nó. Có nghĩa là con đặt đâu là mẹ ngồi đó đúng không? Tại vì cái thằng này thì nói chung nó cũng hiền lắm. Nó lo làm không mà nó không có chơi bời với ai hết á. Bởi vậy bây giờ hai mấy tuổi rồi mà chưa có mối tình nào hết trơn á. Giờ nè, sẵn đây có bài xui tương lai đó. Bà ngồi đằng kia nói với bà mấy câu đi. Nói thôi sẵn đây nếu tụi nó hợp thì chị cho hai bên quen nhau rồi mình tính sao đó. Thì giờ ví dụ nếu chị đồng ý á thì cho hai đứa nó quen tìm hiểu đi. Thì trong ví dụ 1-2 năm gì đó thì cưới cũng được. Rồi hai người đứng nhau đối mặt nhau nói rồi chào chị xui tương lai đi. Chào chị. Rồi đó. Nãy giờ thì tôi cũng nói rồi thì dạ. Thấy cháu thật hiền. Dạ. Thật thà. Dạ. Nên là nếu được thì
chúng nó cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ. Rồi còn mọi chuyện thì để đúng tụi rồi. Nó tự quyết. Dạ. Dạ. Đúng rồi, em cũng nghĩ như chị vậy thôi. Kệ nó đi, giờ kệ nó, con nó ấy thì mình phải lo cho nó chứ sao, giờ giờ nó cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn hai bà mẹ. Thôi mở rào đi. Mở rào. Cho hai trẻ nó gặp đi. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi An. Tặng ông hoa. Đứng hình, tặng ông hoa. Đứng hình luôn à, ông đứng hình luôn. anh có món quà với một cái áo sơ mi mới mai hay tối hôm qua. Dạ, em cảm ơn. Anh có. Em có thích cái bông nào anh nên kết đây luôn cho em. Rồi, dạ. Cái con mở cái áo coi. Con mở ra coi nào. Quá. Sơ mi trắng. Con có thích mặc sơ mi không? Dạ. Đây. Dạ cũng thích à. Thích đúng không? Dạ. Tại cô thấy con đi giày chắc con thích mặc sơ mi. Hoa gì vậy? Con thích màu gì? Màu này. Con thích màu hồng phải không? Bạn trai làm luôn hả? Dạ. Kết luôn hả? Rồi có luôn. Tàu có kim chỉ chưa? Có chứ. Chuẩn bị luôn trời. Có chuẩn bị. Có chuẩn bị luôn hả? Có. Trời ơi. Xe chỉ ấy mấy kim em lùa. Không thấy cái mối luôn. Không thấy mối luôn hả? Rối rồi. Mình rối rồi. Rối rồi. Thời buổi này bạn trai còn gọi là xỏ kim nữa. Lâu lắm tôi mới thấy hình ảnh này luôn á. Trời. Thấy không? Trời nó xỏ cái vô luôn à. Về cái rồi cái nó người ta nói chợ mày con trai giống con gái vậy. Ngồi vậy, thiêu từ con ngựa vậy. Đi làm về cái tối rồi ổng ổng làm mình ổng rồi. Hình ảnh rất đẹp đó ha. Mình gắn ở đâu người nè? Vợ ngồi coi người đàn ông xe chỉ luồn kim giá áo. Chắc cũng 30 năm tôi chưa đụng tới cái kim chỉ. Là mới may tối hôm qua luôn hả con? Dạ. Con mới may tối. Con canh cái size đúng không ta? Con may từ 55 tới 60 ký. Ok. Tối cứ vợ ngồi coi tivi chồng mai giá. Rồi, được rồi. Tạm vậy đi. Đó, thử xỏ hai cái tay vô coi. Đó, để sơ sơ xem nào. Ông đại thử ơi, nó vừa dặn y luôn. Ôi. Làm như nằm mơ thấy hình dạng đo sao. Trời ơi. À, em ơi, đàn ông này hơi hiếm á. Ok. Không có dễ tìm đâu nha. Con mở ra đi con. Con là bạn gái tặng con cái gì? Cảm ơn. À, làm bên ngành dược á. Nó là nằm trong thông điệp 5K, nó đứng hàng đầu. Dạ. Dạ. Còn với lại một cái là thuốc khỏe, tăng cường sức khỏe. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Là thuốc bổ hay gì con? Là gì vậy? Dạ, thuốc bổ. Ồ. À, thuốc bổ. Rồi, đem về tặng mẹ con. Em thấy anh sao? Em thấy anh hiền, thật thà, dễ thương. Dễ thương đúng không? Em có bao giờ mà em thấy có một người đàn ông mà may gọi là trước mặt mình rồi khoác áo vô cho mình, có chưa? Dạ chưa. Cảm chưa. Giác ngày hôm nay con thấy sao? Nó sao sao, nó không giống như bình thường. Đúng rồi, nó có một chút thay đổi rồi đúng không? Em trai, cảm giác bạn gái thế nào? Chinh thì ngoan hiền. Em thích hôn nhân này thế nào? Mấy năm nữa được tiến tới hôn nhân? Nếu được thì chắc cỡ 5 năm nữa. 5 năm nữa hả? Lâu vậy? Lâu lắm. 30 tuổi lấy là trễ rồi con. Thì khi mà công ăn việc làm ổn định đi rồi tiền thì mình tới bước đó mình tính tiếp. Với lại lúc đó là nếu như mà có tình cảm nhiều thì mình sẽ tiến tới. Anh cũng nghĩ là vậy. Chừng nào có tình cảm mà sâu đậm với nhau là tiến tới hơn nhau. Dạ. Hợp hơn. Lại hát cho bạn nghe bài đi. Anh hát đã. Trên đường đi về tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao, trên gian bông tím 10 giờ. Qua 10 giờ nở tới rực rỡ coi nguồn, thân sau lao cũng vào tôi, nắng níu hồng hoang có xanh leo kính sao. Tôi mới biết yêu lần đầu 10 giờ đã nói hẹn tôi. Mình có hát lại đáp lại không con? Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khoe mắt cay, xa là chỉ thấy em anh cười đôi mắt lim dim. Xa là em sẽ tìm, sẽ nhìn anh chơi dù ngày hay đêm. À, dạ hết rồi, hết nhớ rồi. Về hát thì hai đứa nó chung hệ đó. Anh trai đứng lại nắm tay hai bạn gái. Tay bạn gái đứng lên.
Rồi đó, nhìn vào mắt bạn gái, mong muốn điều gì đó, nói cho bạn gái biết mình đang suy nghĩ gì, trái tim mình ra sao. Em, anh đứng đây em hồi hộp. Em cũng vậy, em muốn cũng muốn rút. Em cũng vậy, em muốn cũng muốn rút. Chút hồi mình cho nhau một cơ hội đi, rồi có gì mình tìm hiểu nhau, mình không mình đến tới hôn nhân. Dạ. Yeah. Rồi. Thủ thỉ xong rồi đó. Về rồi. Chỗ đi nào. Rồi. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Bây giờ đã lúc chúng ta đưa ra quyết định bằng nút bấm. Một nè, hai nè, ba nè, chưa kịp gì là hai đứa nó bấm rồi luôn nè. Nắm tay nhau đi con, đứng đây chính thức là mình hẹn hò với nhau rồi đó. Và bây giờ con xin phép bác cho con hôn bạn Trinh miếng. Nhanh đi. Xin phép bác cho con hôn bạn Trinh. Đó, ở gò má thôi nghe. Đó. Hít một cái thôi, hít sơ thôi, hít sơ thôi.